Hải Triều và Phong Linh rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong khung giờ quen thuộc của chương trình Mua Giải Đâu phát sóng trên kênh HTV7. Như thường lệ, trong chương trình phát sóng vào sáng thứ ba, Mua Giải Đâu sẽ cập nhật đến quý vị rất nhiều thông tin ghi nhận về thị trường thực phẩm trong và ngoài nước. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Kính thưa quý vị, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cũng như vận chuyển phân phối nông sản tại nhiều địa phương trên cả nước. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là ghi nhận của Mua Giải Đâu về thị trường thực phẩm tươi sống. Do dịch bệnh, vắng khách du lịch, lượng hải sản của ngư dân Phú Quốc Kiên Giang đánh bắt được chủ yếu chỉ phục vụ cho người dân địa phương. Đây là một trong những vựa hải sản ở Phú Quốc chuyên thu mua và bán các loại hải sản tươi sống. Nếu như trước đây, trung bình mỗi ngày vựa hải sản này có thể bán hơn 100 kg hải sản các loại cho khách du lịch, thì nay con số đã giảm mạnh, chỉ còn vài ký. Còn tại chợ Dương Đông, mặc dù giá các loại hải sản đều đã giảm từ 50 đến 100 ngàn đồng một ký, nhưng số lượng người mua cũng rất hạn chế. Trước những khó khăn trên, nhiều tiểu thương tại Phú Quốc đã tìm cách tiêu thụ hải sản thông qua mạng xã hội. Hiện tại bây giờ tất cả các hải sản đều giảm hết. Tình hình mà dịch thời gian qua khách du lịch không đến Phú Quốc thì cũng là một cái bài toán rất là đau đầu. Đối với riêng hộ kinh doanh của gia đình chúng tôi, là riêng bản thân tôi thì tôi chuyển sang cái bán hàng trên mạng, là tôi chụp hình đăng lên Zalo, Facebook hoặc là lên cái cộng đồng, rồi đã bán về, gửi về đóng thùng gửi về chành cho khách ở Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội. Trên lệnh nó hạ nhiệt tới 70-80 ngàn một căn. Nếu mà đợt này không có đợt dịch Covid-19 này á, là ở con mực này có thể nằm trên 250-280 ngàn một căn. Nhưng mình đóng một ngày được 2-3 kiện hàng, mình đỡ cái bán lẻ lại, mình có lãi rồi, mình nhận hàng vô mình đóng lãi được 1-20 ngàn một ký rồi, mình khỏi phải ngồi bán lẻ mất công tốn nước đá. Hiện trạng không có khách du lịch, hải sản mình hạ nhiệt thì mình mua có ghe hạ nhiệt, mình bán lãi lại ít rồi một tí. Hiện nay, thông qua mạng xã hội, chủ yếu là Facebook và Zalo, ngày càng có nhiều khách hàng ở các tỉnh thành đặt mua hải sản Phú Quốc. Để giữ được sự tin tưởng của người tiêu dùng, các tiểu thương đất đảo đều lựa chọn các loại hải sản chất lượng và bán đúng giá, đúng theo sản phẩm mà khách hàng yêu cầu. Tuy nhiên, khi chọn mua các loại hải sản nói riêng và thực phẩm nói chung thông qua mạng xã hội, quý khán giả của Mua Gì Ở Đâu cần tìm hiểu kỹ thông tin về người bán nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc bán hàng kém chất lượng. Chọn từng mớ rau, thu mua từng quả đu đủ, trứng, nhãn. Đó là những gì mà cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã làm để tạo nên các gian hàng không đồng đầy ắp thực phẩm, rau xanh, phục vụ người dân khó khăn tại khu vực nội thành. Đối với những khu vực bị phong tỏa, lực lượng chức năng đã tiến hành vận chuyển lương thực, thực phẩm đến tận tay người nghèo, người gặp khó khăn hay sinh viên bị kẹt lại Hà Nội. Thế thì trong những ngày vừa qua, thì lực lượng quân đội, rồi dân quân tự vệ trên địa bàn của thành phố thì cũng đã tiến hành rất nhiều các hoạt động, từ thu mua nông sản, thế rồi hỗ trợ nhân dân đấy là thu hoạch hoa màu nông sản. Thế là từ cái kết quả thu hoạch như thế, thu mua, thì chúng tôi có phối hợp với Mặt trận Tổ quốc để vận chuyển đến để tặng cho các nhân dân, những cái hộ mà khó khăn, thế rồi những người lao động tự do mà mất việc làm trong thời gian chúng ta giãn cách xã hội, thế và các cái cháu là sinh viên ở các ngoài tỉnh hiện nay là không về được địa phương do chúng ta thực hiện giãn cách xã hội, xuống tận nơi để trao quà, thăm hỏi cũng như là động viên trong cái thời gian giãn cách và cũng trong cái thời gian mà người ta không có việc làm, thì đây là dù một món quà nhỏ bé thôi nhưng mà cũng rất là ý nghĩa với những người dân và khó khăn trên địa bàn. Từ ngày 15 tháng 8 đến nay, lực lượng vũ trang thủ đô đã tặng trên 13.000 suất quà giá trị gần 5 tỷ đồng, thu mua gần 150.000 quả trứng, gần 200 tấn rau củ quả, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân trong phòng chống dịch Covid-19. Điều này không chỉ có ý nghĩa đối với người dân bị mắc kẹt tại thủ đô trong những ngày giãn cách, mà những gian hàng không đồng còn góp phần hỗ trợ nông dân tại các vùng ngoại thành có thể tiêu thụ nông sản. Tiếp theo trong chương trình là một số thông tin hữu ích khác. Trong những ngày này, trên các vườn đồi ở xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, người dân địa phương đang tất bật thu hoạch chè búp để kịp cho ra đời những mẻ trà thơm ngon. Trung bình cứ khoảng 60 kg búp chè tươi có thể chế biến được khoảng 6 kg thành phẩm.
với giá bán hiện tại từ 100 đến 120.000 đồng 1 kg. Phát huy những lợi thế sẵn có, người dân nơi đây đang nỗ lực xây dựng sản phẩm chè đạt chuẩn OCOP để ổn định đầu ra, cung cấp cho thị trường sản phẩm trà chất lượng cao. Trong thời gian tới, địa phương tập trung là mở rộng diện tích, hai là tập trung vào hỗ trợ giống, rồi cải tạo đất, chuyển giao khoa học công nghệ, và từng bước trong thời gian tới đó là xây dựng cái sản phẩm chè này đạt cái sản phẩm OCOP để đưa sản phẩm xác định cái thị trường, đồng thời là cái tiêu thụ ổn định cho người dân trong phát triển kinh tế. Từ năm 2015, xã Thọ Điền đã thành lập hợp tác xã dịch vụ chè Sơn Thọ với các thành viên tuân thủ quy trình sản xuất chè sạch. Theo đó, chè búp tươi được thu hoạch bằng hình thức hái tay 100%, đồng thời chuyển phương thức chế biến từ chảo gang thủ công sang chảo quay bằng điện. Thời gian gần đây, địa phương cũng đã hướng dẫn cho bà con trồng và chế biến chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục chương trình là sự xuất hiện của hai sản phẩm dinh dưỡng mới đến từ các thương hiệu thực phẩm nổi tiếng trên thế giới. Nhân ngày kỷ niệm 25 năm thành lập, Pokemon vừa hợp tác với thương hiệu bánh Oreo để ra mắt bánh quy Pokemon phiên bản giới hạn. Theo đó, những chiếc bánh quy phiên bản giới hạn sẽ có khuôn mặt của 16 nhân vật trong Pokemon. Tuy nhiên, Oreo cũng chia sẻ rằng không đảm bảo trong mỗi gói cookie sẽ có đủ 16 nhân vật. Do đó, những người hâm mộ Pokemon sẽ phải tìm mua và sưu tập các gói sản phẩm mới với giá khoảng 88.000 đồng. Quý khán giả có thể tìm mua sản phẩm tại Walmart.com. Bên cạnh việc ra mắt cookie phiên bản giới hạn, Pokemon và Oreo cũng đánh dấu sự hợp tác vào một tác phẩm nghệ thuật đặt tại bãi biển Venice, Los Angeles. Từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 sẽ có hơn 8.000 bản sao 3D của Pokemon X Oreo được đặt trên bức tranh tường Pikachu. At Home là thương hiệu của Starbucks và Nestle, được ra mắt cách đây hơn 1 năm, bao gồm các dòng sản phẩm cho phép người dùng có thể tự pha đồ uống và thưởng thức hương vị của Starbucks tại nhà. Và mới đây, dòng sản phẩm tiếp theo trực thuộc At Home đã được ra đời với tên gọi là Starbucks Signature Chocolate. Theo thông tin ban đầu từ đại diện của Starbucks, dòng sản phẩm sẽ gồm hai hương vị là hương cacao trứ danh của Starbucks và hương vị có sự kết hợp giữa cacao cùng caramel muối biển. Dự kiến, sản phẩm sẽ được bán ra vào trung tuần tháng 9 tại Hoa Kỳ và đầu tháng 10 tại một số quốc gia có cửa hàng của Starbucks tại châu Á. Nếu như mà có nhu cầu, quý khán giả mua gì ở đâu có thể đặt mua tại hệ thống cửa hàng Starbucks. Trong mắt nhỏ hôm nay, mua gì ở đâu sẽ gửi đến quý khán giả một số gợi ý chế biến những món ăn hấp dẫn. Những món ăn xuất hiện ngay sau đây hứa hẹn sẽ rất phù hợp để thưởng thức trong những ngày có thời tiết mát mẻ như hiện tại. Hến xào sú bánh tráng, một món ăn về hến mà không thể bỏ qua khi ghé thăm cố đô Huế phải không nào? Trước tiên, lúc nào cũng vậy, sơ chế các nguyên liệu, cắt sợi hành tây, nấm nhĩ, cắt khúc bún rong, cắt nhỏ rau răm, ngò rí là qua bước tiếp theo nhé. Cho lần lượt nấm nhĩ, bún rong, hành tây vào xào, dằn lại bằng một ít nước mắm đậm đà cùng chút tiêu. Chà chà, mới tới đây thôi mà mùi thơm đã lan tỏa khắp gian bếp, làm kích thích những bụng đói quá rồi nè anh đầu bếp ơi. Một muỗng ớt xay cùng một chút bột nghệ sẽ giúp món ăn vừa tăng thêm hương vị quyến rũ, vừa có thêm được màu sắc bắt mắt. Rắc lên trên thêm ít rau răm, ngò rí, trộn đều một lần nữa là dùng ngay cho nóng. Bẻ miếng bánh tráng, xúc một phần hến xào, cho vào miệng là nghe thấy ngay âm thanh rộp rộp, giòn rụm của bánh tráng. Sau đó là cảm nhận hương vị mặn ngọt cay, hòa quyện đông đầy của hến. Mọi thứ phối hợp vô cùng nhịp nhàng, nhìn thì dân dã, giản dị mà sao lôi cuốn đến lạ thường. Trên khắp đất nước Việt Nam, có lẽ canh chua là món ăn đặc biệt lôi cuốn bởi vị ngon kích thích và sở hữu nhiều phiên bản nhất. Bởi lẽ, ở mỗi vùng miền khác nhau lại sở hữu những gia vị, những nguyên liệu vùng miền đặc trưng, từ đó tạo nên hương vị rất riêng mà chẳng nơi nào giống nơi nào. Thì ngại gì mà không thử ngay món canh chua hẹ nấu hến nóng hổi cơ chứ. Cả nhà cùng chờ xem có sự khác biệt gì không nhá. Măng chua thì là hẹ, cắt khúc là xong bước đầu sơ chế. Đơn giản quá phải không? Hến sau khi luộc tách bỏ vỏ, cho phần thịt vào nồi xào với hành tím, cho tiếp măng chua và cà chua vào xào chung. Bước này sẽ giúp món canh sở hữu được trọn vẹn hương vị cũng như màu sắc tự nhiên từ các nguyên liệu. Tận dụng nước luộc hến lúc này để cho vào nấu.
sẽ càng làm tăng thêm vị ngọt cho món canh. Nêm thêm nước mắm, nước ruốc, nước me. Ấy cha, bao nhiêu là vị thế này thì món canh hứa hẹn sẽ khiến bạn phải thổn thức đây. Nấu cho sôi nhẹ lần nữa là tắt bếp, dọn lên mâm, dùng ngay cho nóng. Nước canh thanh tao, chua ngọt đủ vị, thoáng chút hương thơm của thì là. Thịt hến mềm ngọt cứ quanh quẩn đâu đó, tạo cảm giác thích thú. Thử tưởng tượng, ngoài trời thì mưa rả rích, bên trong mà được húp tô canh nóng hổi bao nhiêu là vị như thế này thì phải nói là ngất ngay con gà tây luôn đó. Cách chế biến những món ăn hấp dẫn trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên theo dõi lại chương trình tại kênh Facebook và YouTube của Mua Gì Ở Đâu. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào ngày mai, cũng được phát sóng trên kênh HTV7.